tí này, đây là màu xanh gì đây? Xanh da trời chứ, đúng không? Đây là xanh da trời đúng không? Đây xanh da trời, nhà này là xanh da trời động này. Còn đây là xanh gì? À đây là trời động, đây là xanh gì? Cũng cái hàm xanh da trời à? Đúng không? Ừ, rồi, đây là màu xanh da trời này. Đây là màu gì? Đâu, đây mà. Đây là màu tím này. À lâu hay tím? Đây màu nâu này. Đây màu nâu nhá. Xem đây. Đây màu tím này. Màu tím này, đây cũng phải là màu tím này. Đây là màu gì? Đây màu đen này. Đấy, đây màu gì? Màu đỏ. Rồi. Thế bây giờ bên đây bức tranh gì nào? Bây giờ con sẽ mua nhà các bạn xem nhá. Rồi. Rồi con bắt đầu mở mở. Đây, thì con mở đây này. Đấy. Con kéo đây. À, đấy, con kéo tay tay trong đây. Chào các bạn nhé, để bạn con đang chuẩn bị tô màu tay cá đấy. Đây nha. Đây. Đây. Có một cái tờ mẫu trong đây nhé con nhé. Đấy, phải mất tờ mẫu. Đâu, con phải. Đây, đúng rồi. À, bắt đầu bây giờ con sẽ. Đây cái tờ mẫu nhé, con nhìn thấy cái mẫu này thì con sẽ vẽ từ trên xuống dưới nhé.